Hello, em mang cho đã chơi MC Alphabet. Ok. Phải. Mình level đầu tiên thì phải dễ nữa nhỉ. No. Ôi, không chống được cái ván này rồi. Ván này khuấy chữ to quá, bé khỏe quá. Đã phải nâng cấp lên nha. Ô, được một chiếc pi này. Ok. Đấy, chữ Y này được một cái chữ rất cơ bắp này. Không ăn được cái team này rồi. Đấy, chơi bao gì ở Paragon. Ok. Trong game có màn xương luôn, màn xương trắng 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 này. Ui, toàn chữ A này. Phải. No. Cần được. Này mình chưa 12 game. Ôi giời. Hai chữ được một chữ Y khỏe. Y này cần tốt. Đây giờ. Chúng ta đi chơi Alphabet Off. Ok, so cái game cái game này nó lại dối gian rồi, chả thấy chữ cái đâu cả. Đấy. Tiếp tục. Game này lừa quá, mấy màn sau chả có alphabet. Toàn những nhân vật ở đâu ấy. Thank you.
Chơi alphabet. Ayo vào game. Game này rõ nhất đấy. Thắng rồi. Nói còn có cái âm nhạc này. Đứng một chỗ quả táo rồi đi. Đẩy hết ạ. Ui 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 ui, suýt nữa. Suýt rơi, suýt nữa thì mình bị rơi xuống. Lại thắng. Rồi chúng ta chơi number alphabet. Vào game đi. Cái kết hợp để làm đủ bộ luôn này. Phải. Win luôn. Súng của chúng ta được tăng tốc độ bắn lên, bắn nhanh thế. Kết hợp. Ngây trời ơi. Ơi. Ok, chào con. Con tự sơn này. Đẹp. Ui, bên này cái con gấu, con gì khỏe thế. Ui, nó bắn nhanh quá. Ui, con này bắn nhanh quá. Ui, con này bắn nhanh rồi. Tiếp tục nào. Tăng sát thương lên này. Ui trời, 23k bắn tết song song. Trừ cái này, trừ hai súng. Ôi rơi rồi. Hả? Không. Tay tranh. Ui, con khỏe quá. Save alphabet. Tiếp tục nào. Đó. Phải tép vào tiếng nhạc đi, mình có tiếng ong. Nãy để nhạc không có ong.
to quá nhờ, ông to quá. Ôi ôi, thua mất rồi. Ô, cái này vẽ thoải mái luôn này, không thích được mực này. Không yêu cầu sao. Game nhé. Ui, chữ F to. Chữ F to quá. Và này thì chúng ta đẩy cam lên thì nhìn thấy chữ F này rõ hơn. To. Như quái vật. Cuối cùng là chả tìm thấy ai. Ủa? Phải tìm lại rồi. Chữ F khổng lồ. Này chữ F này mà cắn cắn được cái mồm chuyển động ấy, tuyệt vời. Siêu phẩm game luôn. Cái lồng nhốt mấy con chữ kia nó còn bé quá nhỉ, tòi cả chữ ơi. Ok, sang cái màn đẹp hơn này. Chúng ta chơi Alphabet Monster. Ui. Tìm những cái khối hộp này, thả vào đây. Ui, báo động rồi. Hết thôi. Ở đây đây nhiều lắm. Victory nhanh quá. Sẽ thiếu thế nhỉ? Ôi!
Chúng ta bị vừa lú vặt. Ấy lại bị con con cam mà em bắt rồi. Cái này là của ta. Survival Hero Alphabet. Quái vật nhìn ghê. Mình này. Mình chữ F kìa. Yes. Này chúng ta sẽ đi tìm vũ khí nhá. Ui, khó chơi thế nhỉ. Si, ui chứ si. Ui si, cắn kinh nhắn. Ô zombie nữa này. Wow. Vũ khí này, vũ khí. Ui, ui, ui. Chúng ta làm chị em nữa. Ôi, ghê không? Ghê không? Ghê thế. Ô, đây là game vé nè, vé nhau con bé nè. Ô, yeah, được, được, được. Nét lắm, là chip pin. Beep.